Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hội đồng dân tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện nghiên cứu công nghệ nước sạch Minh Anh tổ chức triển khai chương trình lắp đặt sử dụng máy lọc nước Ro Aqua cho 134 xã phường trong tỉnh. Chương trình lắp đặt sử dụng máy lọc nước Ro Aqua thuộc dự án nước sạch quốc gia về nông thôn nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện nghiên cứu công nghệ nước sạch Minh Anh hỗ trợ lắp đặt miễn phí 145 máy lọc nước cho 134 xã phường. Máy lọc nước Ro Aqua là loại máy lọc nước thế hệ mới áp dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nước nhiễm phèn và một số tạp chất độc hại, kim loại nặng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Nguồn nước sau khi lọc được dùng uống trực tiếp với chất lượng tốt. Chương trình được triển khai sẽ giúp cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong tỉnh khắc phục tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, nhất là các vùng nông thôn thường sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, nước là nhu cầu thiết yếu phục vụ sinh hoạt, đời sống và phát triển kinh tế xã hội của con người. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, người dân cần bảo vệ và khai thác sử dụng nguồn nước ngầm an toàn, bền vững. Đây cũng chính là chủ đề của Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3 năm nay. Nước ngầm biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình. Hiện nay, tại một số địa phương thuộc các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch, chất lượng nước sinh hoạt ở đây không đảm bảo vệ sinh, trong nước nhiễm một số tạp chất. Nguồn nước này nếu được dùng trực tiếp, không qua hệ thống lọc thì không đảm bảo an toàn sức khỏe. Dưới nước của nhà tôi ở dưới giếng bơm lên là nó lúc bơm lên thì trong, thế xong rồi để một lúc là nó váng ở mặt trên, thế mà để đến mai là nó bị đỏ vàng. Thế nhà tôi là phải lọc bơm lên một cái phi là có cát mới sỏi lọc qua xuống dưới cái thùng này, xong thì mới lại hút ở thùng này lên téc để mà sử dụng là rửa ráy, thế còn ăn là qua cái máy lọc nữa. Cái nước này nói bộ chả có thì phải dùng thôi, nhưng còn chúng tôi cũng rất lo về cái nước nó không được sạch. Với mục tiêu cung cấp nước sạch cho người dân khu vực nông thôn, thời gian qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Mỹ Phúc xây dựng vận hành 10 công trình cấp nước sạch tập trung tại 26 xã thị trấn thuộc 3 huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc và Lập Thạch với hơn 21.500 hộ đang sử dụng. Người dân là nên sử dụng, đấu nối sử dụng cái nguồn nước của trung tâm đang quản lý vận hành cũng như các doanh nghiệp lân cận để sử dụng để đảm bảo an toàn, hiệu quả cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Thì cũng khuyến cáo người dân là sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí. Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt cho thành phố Phúc Yên và một số địa phương lân cận, khai thác chủ yếu là nguồn nước ngầm. Hiện công ty đang cung cấp gần 10 triệu mét khối nước trên một năm cho gần 31.000 khách hàng. Theo đánh giá, nguồn nước ngầm trên địa bàn đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng. Người dân cần nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước ngầm. Khuyến cáo các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân là hạn chế và không sử dụng các cái nguồn nước tự khai thác bằng các cái giếng khoan vì nó có nguy cơ là ảnh hưởng gây cạn kiệt đến cái nguồn nước ngầm. Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là hạn chế xả thải vào nguồn nước để không gây ô nhiễm nguồn nước cũng như là không ảnh hưởng đến môi trường. Chủ đề Ngày Nước Thế Giới năm 2022, nước ngầm biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình, hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm. Đây sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng. Với nhiệm vụ tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên lĩnh vực kinh tế, thời gian qua, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp lãnh đạo các cấp đưa ra những chủ trương kịp thời, góp phần phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng mất ổn định an ninh trật tự, không có đình công, lãn công trên địa bàn các khu công nghiệp.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua liên tiếp những công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos đóng trên địa bàn khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên phải tạm nghỉ việc để cách ly điều trị COVID-19. Ngay sau khi nắm được tình hình, Phòng An ninh Kinh tế đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch lây lan trong toàn công ty, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, đồng thời tham mưu cho doanh nghiệp thực hiện các chế độ quyền lợi cho người lao động để họ yên tâm trở lại làm việc. Hàng ngày thì chúng tôi cũng luôn là tuyên truyền đối với cán bộ công nhân viên về cái việc là bản thân họ cũng như là gia đình sẽ phải thực hiện những cái biện pháp như nào. Ngoài ra thì đến công ty là sẽ phải tuân thủ những cái quy định công ty như đeo khẩu trang, như 5K hay là những cái quy định riêng về cái việc làm ngồi nghỉ sinh hoạt hoặc là ăn uống tại các cái vị trí mà đã được quy định thì người lao động là sẽ phải thực hiện và tuân theo. Chúng tôi luôn tuyên truyền, thực hiện phát thanh, ngoài ra thì là thực hiện những cái Bano Office để cho người lao động họ, tức là tận mắt họ nhìn thấy những cái mà họ cần phải thực hiện để làm sao họ tự họ tuân thủ, nâng cao được cái ý thức của người lao động ấy, thì họ sẽ thực hiện tốt được cái việc là chống dịch. Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình dịch bệnh tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có những diễn biến phức tạp, số người dương tính với SARS-CoV-2 tăng, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, lực lượng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tham mưu giải quyết một số khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phát hiện từ sớm những dấu hiệu có khả năng phát sinh phức tạp để phối hợp với các ngành chức năng giải quyết, ổn định tình hình, không để công nhân bức xúc kéo dài. Thông qua các cái công tác kiểm tra cũng đã góp phần là nâng cao cái ý thức trách nhiệm chấp hành cái công tác phòng chống dịch của các cái doanh nghiệp. Và đối với một số doanh nghiệp mà cái việc chấp hành các quy định chưa nghiêm thì phòng cũng đã tham mưu cho ban giám đốc tỉnh cũng như là chủ tịch ban tỉnh ra những quyết định xử phạt vi phạm hành chính để nhằm cũng là giáo dục và cũng là để răn đe các cái doanh nghiệp khi mà các doanh nghiệp không thực hiện cái việc phòng chống dịch theo quy định của ban tỉnh. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn ổn định sản xuất, không xảy ra đình công, gây rối mất an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức giải bóng chuyền hơi học sinh, sinh viên, hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Tham dự giải bóng chuyền hơi học sinh sinh viên năm nay có sự góp mặt của 110 cầu thủ đại diện cho 11 trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Đây là sân chơi bổ ích giúp học sinh sinh viên các trường có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong học sinh sinh viên, đồng thời xây dựng và củng cố tổ chức đoàn, hội trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Công an xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc vừa triệu tập nhóm 14 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 17 gây mất trật tự công cộng để giáo dục và giúp các em nhận thức đúng đắn về hành vi sai phạm của mình. Trước tình trạng tội phạm mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng đang là vấn đề nhức nhối trên địa bàn, cụ thể ngày 13 tháng 3 năm 2022, Công an xã Tam Hồng tuần tra trên địa bàn phát hiện một số thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ đi trên hai xe gắn máy và nhiều xe đạp điện mang theo nhiều hung khí. Khi đến thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng, lực lượng công an đã ập đến chặn xe, phong tỏa, tạm giữ các phương tiện và các đối tượng cùng số hung khí trên. Qua sự việc trên thì Công an xã Tam Hồng cùng với các bậc phụ huynh tuyên truyền trên hệ thống loa và tới từng thôn để mà người dân nâng cao cái tinh thần cảnh giác và quan tâm đến tâm tư, đời sống, nguyện vọng của các cháu thanh thiếu niên tuổi đang lớn để mà có những cái răn đe giáo dục đối với các cháu. Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau qua mạng xã hội Facebook để giải quyết mâu thuẫn. Qua tất cả hành vi trên, bọn em nhận thấy là hành vi của mình là sai trái và trái với pháp luật. Đây là hành vi gây mất trật tự công cộng, không chỉ làm suy thoái lối sống của các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tâm lý học tập và rèn luyện của các em. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng,
các gia đình cần có phương pháp quản lý và định hướng về suy nghĩ và hành động của con em mình. Mọi người dân khi gặp những tình huống như trên cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến cơ quan công an nơi gần nhất để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.